Độ máy không anh nhỉ? Có chứ em. Em muốn độ máy gì? 11 thường độ được máy gì ạ? 13, 14, 15 Pro nhé em. Thế thì anh độ 15 Pro cho em, tiền nong không thành vấn đề. Hồi chờ một lúc thì em gái cũng gửi đến cho tôi con 11 thường màu đỏ anh em ạ. Nếu như anh em theo dõi kênh của cửa hàng tôi thì đều biết màu đỏ này là màu rất đẹp, quá chuẩn luôn, bán rất chạy tại shop và được rất nhiều người săn đón. Em gái uy tín thật, tiền nong không thành vấn đề, thì hai ve trai anh sẽ độ cho em đẹp hết nước chấm luôn. Tôi không liên thuyên với anh em nữa, giờ tôi với thằng Tùng Mõm sẽ bắt tay vào độ nhé. Đầu tiên sẽ tháo cái màn ra. Quy trình độ thì mình cũng đã làm và nói ở những video trước, cũng giống như thay vỏ thôi, đó là tháo hết linh kiện ở vỏ cũ ra nhé. Đây là vỏ độ 15 Pro màu trắng ngọc trinh mà mình vừa chuyển từ kho về nhé, chưa bóc siêu luôn, còn mới keng. Tớ lắp lại hết linh kiện và vỏ mới là xong. Tháo ra như nào thì lắp lại y như vậy, không khác gì. Đó, vậy là xong rồi. Bên trong thì không khác gì cả, khác mỗi hình thức bên ngoài là một chiếc 15 Pro. Anh em nào mà máy cũ vỏ xấu, tài chính hạn hẹp, muốn có máy đời cao dùng thì tham khảo độ vỏ bên mình nhé. Giờ lắp cái màn vào nữa là hoàn thành rồi nhé. A few moments later. Đây là chiếc 11 thường màu đỏ mà em gái gửi cho tôi độ đó anh em. Đúng, ai nhận ra luôn đó. Cảm ơn em đã tin tưởng và ủng hộ AV Trai nhá.